xin được chào đón toàn thể tất cả các bạn tân sinh viên của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn tân sinh viên của khoa đào tạo đặc biệt đâu ạ? Ở đâu ạ? Các bạn thân mến, có thể nói khi bước vào ngôi nhà chung của khoa đào tạo đặc biệt, các bạn sẽ được khoác trên mình màu áo cam, màu áo của sự tự hào, nhiệt huyết và đầy năng động. Và ngay bây giờ mời các bạn sẽ cùng hướng mắt về màn hình. Khi nhắc về khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta không thể nào không nhắc đến về ban lãnh đạo của khoa, tiến sĩ Vân Thị Hồng Loan, trưởng khoa đào tạo đặc biệt, cùng với tiến sĩ Tô Thị Kim Hồng, phó trưởng khoa đào tạo đặc biệt. Và đặc biệt hơn là các giảng viên, các anh chị phụ trách, các thầy cô luôn tâm huyết với các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, nói về phong trào đoàn hội của khoa đào tạo đặc biệt luôn dẫn đầu và đưa ra nhiều hoạt động định hướng cho tất cả các bạn sinh viên tham gia phát triển bản thân. Đặc biệt hơn nữa, về khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 10 câu lạc bộ đội nhóm về các lĩnh vực khác nhau, giúp cho các bạn sinh viên không chỉ vừa học tập, trau dồi kiến thức và có thêm nhiều mối quan hệ phát triển bản thân mình ở những lĩnh vực khác nhau. Và các bạn thân mến, bật mí cho tất cả các bạn là ngày 15 tháng 11 sắp tới, khoa đào tạo đặc biệt sẽ có một chương trình, một sự kiện vô cùng hoành tráng, đó chính là Đại hội chào đón tân sinh viên khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây, các bạn sẽ được gặp gỡ với các giảng viên, gặp gỡ giao lưu với các câu lạc bộ đội nhóm, đồng thời được giao lưu cùng với các ban nhạc nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với rất nhiều những phần quà hấp dẫn. Vì vậy, ngày chúng ta hẹn là ngày bao nhiêu ạ? 15 tháng 11 các bạn nhớ nha. Và ngay bây giờ tại sân khấu của buổi lễ khai giảng, chúng ta sẽ cùng đón nhận một phần quà của khoa đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? 3 2 1 Let's go! And tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Hey, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, rumba. All I know is when you near me, I'm an